nhiêu nhánh chị? Nhiêu vậy? Nguyên giờ nguyên một buổi này là 120 nè. Còn cái lẳng này, cái vỏ này. Cái này 150 chị. Bông thơm. Là chỉ có hai cái này vậy. Bông thơm. Rồi cái này thơm hơn. Ồ thơm quá. Cái mùi cái quả gì? Cái quả bông chúa. Nó thơm cái mùi phấn. Mùi phấn kem phấn trang điểm của mình đó. Đúng rồi. Thơm. Cái này 120. Cái này 150. Cái này gì chân sao ta? Máng lên vậy vậy. Nó cay á. Cái cay á nó trồng lan này lan rừng còn. Nó vô. Ốp vô cây. Ốp nó vô cây. Ví dụ cái tay em là cái cây nó ốp sẵn gì ốp vô. Dạ. Ốp vô cái gì lấy dây bẹ dây lông á, cột cho nó dính vô cây. Cái bắt đầu nó ra rễ nó bám vô. Cái này 120. Cái này tưới nước thôi chứ đâu có bón phân gì hết chị. Nắng nhiều quá thì tưới 2-3 lần. Để trong bóng râm gì hết chị chứ đâu. Dạ, để bóng cây đó, hoặc là mình che lưới mình để mát mát thôi, nó không có chịu nắng. Dạ dạ. Còn nó đang ra rễ nè. Nào chị cầm đây. Dạ, chỉ cột cho nó dính vô cái cây là được. Còn mấy cái dưới này nó giống này gì chị? Dạ, giống cái này nè. Cái bông tím tím này là. Ồ. Không phải. Cái này là hỏa hoàng cam, mà đẹp bông màu cam. Bông nó cũng đẹp đấy, hỏa hoàng. Hỏa hoàng cam hả? Mở bông cái này cho chị coi, bông này đẹp lắm. Này là bao nhiêu chị? 4-3 chị. Này về cũng cột cái cây luôn chị, nhưng mà chị vô nhậu thì chị để gió thông. Nó khô khô gì nó sống không chị? Dạ chị, cái cây nó còn xanh đó chị trồng á, nó ra rễ mới nó bám vô. Cái này nè sao nó khô khô chị? Dạ tại cái này là cái trái của nó. Ờ. Mẹ cái cây gốc còn xanh nè, quan trọng là cái cây với cái gốc của nó. Dạ. Nữa cái này nó ra rễ mới nó bám vô. Cái này chị nói là gì? Có được 30 không? Ừ, cái này tên. Hoàng cam. Ờ cái bông của nó. Đẹp. Màu cam và đẹp. Bông nó ngoài đẹp hơn trong hình nữa. Đó nè, nó có nguyên chùm mà nhiều hoa nhỏ nha. Dạ. Mà nó không có thơm nha. Thơm nhẹ thôi chứ không có nồng, tùy theo loại chứ không phải loại nào cũng thơm. Cam. Dạ. Vì lấy bó này hỏa hoàng cam. Cái này là cũng bông thơm nè. Thơm không có nồng, thơm nhẹ, thơm mùi quế. Cái này là gì vậy? Cái này là quế tím hả? Này nó cũng giống Land Rover hả ta? Dạ. Bông nó cũng có một chùm đó mà nhiều hoa. Dạ, giống Land Rover. Thơm mùi nhẹ dễ chịu, nó quế tím nhà ngoài đó, thơm mùi quế cũng giống Land Rover ha. Cái này 80 thôi. Dạ. Cái này rất là đồng giá. Nguyên bó gì hả chị? Dạ đồng giá 80. Bó này thì 60 đây. Nguyên bó gì 80. Dạ. Bữa này cái này màu gì có chút xíu cái đó là mạch nhẹn. Đây nè, em mở cái bông. Mạch nhẹn. Em có bác chấp chồng nữa nè, vỏ thông nè. Yeah. Về ngâm một tiếng đồng hồ rồi vớt ra để vô chậu trồng. Cái này để vô chậu trước, xong rồi cái này mình để mặt trên không có dùi gốc, cột cho nó đứng lại, bắt đầu nó ra rễ nó bám xuống. Yeah. Thời gian nó ra rễ. Yeah. Còn nếu mà nhà có cây thì cột vô cây đi cũng được, hoặc là cây gì cũng được, miễn là có cây là cột vô là xong. Màu trắng hả ta? Dạ. Mạch là trắng đó. Ờ. Nó màu trắng nguyên chùm vậy đó. Dạ dạ. Bạch. Đây có nè. Mạch nhẹ. Ừ.
này cũng 80. Nó đâu có bằng giá mà muốn thích có nào lắm. Này nó có nhiều cây trong đây hả chị? Dạ nhiều cây đó, mình về mình chia ra mình trồng. Bạch nhạn ha. Ủa. Bạch nhạn. Này cũng đẹp lắm. Trước mắt là em lấy cây này. Có kèo nữa, kèo bông bự. Trước mắt là lấy cây này. Thì em chỉ có cái về này thôi, con cây giống hết rồi. Ủa này, cây này chị có bán không? Có, em bán cái đó luôn, cây này 150 nè, cây này 120. Ủa, là hai cây này nó giống nhau hay nó khác nhau chị? Khác nhau mà chị, cái thân nó đâu giống, thân lá khác không, nhau. Ý là cái loại cây nó khác nhau hả chị? Dạ khác, cái này là tên là Hoàng Lạp. Còn cây này là Bảy Rồng. À, hàng dây cái này nó nằm. Em lấy cái viết em ghi lên cái lá cho chị về làm dấu. Nó nằm xè ra nè. Cái này là Hoàng Lạp. Cái này Bảy Rồng. Em có cái cây này nữa nè chị. Hoàng Phi Hạt. Hoàng Phi Hạt, à cái cây đó em có nghe tên nè. Dạ, biết rồi. Cây này cũng dễ trồng á. Ủa chị bán là bán nguyên cái gốc này luôn hả? Có thị hả? Cái gốc này nè. Dạ. Bán nguyên luôn. Tại vì cây này là cái loại không có lá, có thân gì, có bộ rễ gì không đó. Đây là cái đọt nó nè, bắt đầu là ở trong này nha, nó ra rễ. Là cái này gọi là gì? Nó ra rễ nó bò xuống căng diệp. Căng diệp đang không lá. Còn cây này là cây ở trong rừng nó mọc nó bám vô luôn. Mà cái này em thuần ở đây được gần 3 năm rồi. Trồng ở đây là cái gốc nó gì là 3 năm rồi hả chị? Dạ. Hồi đó trồng nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Cái này đẹp trời rồi, bị mục luôn nè. Mấy năm trời rồi mục luôn rồi. Cái này giờ có cái khúc cây nào mà cái màu tím tím nãy chị mới đưa đó là gì vậy? Tím hả? Kháng thủy. Nó thịt vui. Cái cây đó là cây nào chị? Cái này nè. Cái loại này nó cũng lá với cái bông nè. Nè, gốc cũng xanh lè đó, đó. Cây con đang lên nè. Tại vì cái loại này nó rụng lá rồi trụ lũi nè, nhìn thấy vậy đó. Chứ mà cái thân nó tím tím xanh xanh vậy. Bó gì nhiêu chị? Nè, con lên nè, bên đây nè. Này bó gì nhiêu chị? Bó 80 luôn. Cái này là báo hỷ ha. Báo hỷ. Bây giờ là em lấy cái bó này nào, cái chị ghi tên cho em đi. Dạ. Đấy ha. Cái này chị ghi tên này. Rồi. Lấy đi một chút em ghi tên một lượng luôn. Thấy em cây này. Dạ. Rồi dưới cái này, em lấy cái cây này cho đâu đi. Cái ông này là gì? Này, nè, anh lấy cái này. Cây đó hoàng cam. Hoàng cam. Chị lấy để một bên đi rồi chút nữa em ghi tên hết luôn cho chị luôn. Sống có cây này nè. Cây này bông đẹp nè. Sống không ta? Tôi nhìn nó có chút xíu à. Nè gốc nó xanh, lá xanh chị. Chăm sóc làm sao đây? Trồng á hả? Chăm sóc nó làm sao á? Dạ chị về chị trồng đi rồi tưới nước một ngày 2-3 lần. Muốn nó mau ra rễ cho em có bán. Muốn mau ra rễ xịt. Thuốc thì em biết rồi. Khoảng chừng 7-8 bữa hoa sẽ một lần. Chứ không có xịt liên tục nha. Yeah. Dài hơn 7-8 bữa xịt một lần. 20 ngàn chai à. Mau ra rễ hả? Mau ra rễ. Nhà nước thôi chứ không phải bột hả chị? Dạ nước mình pha mình xịt vô gốc. Dạ. Yeah. Khi mà cây ra rễ rồi á thì xài vẫn được luôn. Bổ sung vitamin B1 cho cây nè. Yeah. Nó có hai công dụng. Hàng cam. Có một bó này hả ta? Còn bó nào không? Bó nào bự bự. Để nó tốt tốt. Mỏ hoàng cam. Cái nào xanh xanh tốt tốt. Nè cái bông. Cái bông nó còn dính đây hả chị? Phải không? Bông của nó đó phải không chị? Phải bông của cây khác nữa đó. Bông của nó cũng cam vậy đó nhưng mà bông nó đẹp hơn. Cái bó này nó xanh xanh hơn nè. Dạ. Cái này sau này mình trồng ở đây ha, là bắt đầu là nó xanh hơn vậy, nó xanh lè luôn, nó không có tím đâu. Dạ. Tại vì nó ở trong rừng đâu có ai chăm sóc đâu, đâu được tốt. Dạ. Cái này về nó ra rễ chỉ 4 phân rồi. Chị ghi tên giúp em đi. Rồi. Quế như là chị này thơm như này. Quế cái lá nó tím tím chấm chấm nữa. Bó nào xanh xanh đó chị ơi. Lấy bó này đi, bó này xanh nè. Tại vì cái lá nó như vậy đó, cái màu vậy đó. Chứ không phải là người nó kém. Rồi. Lấy bó đó đẹp. 2-3. Rồi, bạch nhãn nè. Bạch nhãn. Không trắng nguyên chùm nãy đó. Cây đó đẹp, nó đều nhau, lá xanh muốn. Sáng màu trắng. Chị nói cái nào kiều đâu?
kiều là cái này. Kiều đây. Rồi cái bó nhỏ đó phải kiều không chị? Cái đó là hoàng lạp. Cái đó là giống cái này nè. Nhìn cái thân nó giống lại đó. Có cây này nè, sóc lào. Đâu, cái đó là cây này. Cây này chị trồng lâu á, chị biết cây ngọc điểm không? Dạ. Trồng lâu nó bự như cây ngọc điểm luôn á. Sóc lào. Nó cao nó bự. Giống như em bán thì cây giống thôi. Về chia ra đó, rất nhiều cây lắm. Thấy vậy chứ nhiều cây. Mà bông nó giống như y chang như là cái đuôi sóc vậy á. Không lâu không trong vậy đó. Thôi không lấy bạch nhạn đâu, màu trắng không lấy đâu. Kiều, cái này kiều nè phải không chị? Cái đó là hoàng lạc. Không giống cái này đâu. Chị muốn lấy gì chị lấy thôi. Ủa là cái bó này chị để không có chậu là nhiêu? Chậu này 150. Cái này không có chậu thì nhiêu? Cái này 120. Tại vì cái này là em cái này thì nó đẹp hơn, có bông rồi em trồng sẵn cho mình luôn, chậu móc rồi. Còn nếu mà chị muốn về lấy, muốn lấy thêm không thì lấy. Trồng nhiều với nở nhiều thơm chứ không có gì đâu. Nở nhiều thơm đẹp. Thôi những nhiêu đây được rồi chị ơi. Rồi chị ghi tên giúp em đi, ghi tên kiều nè. Cái này là kiều này kiều tím mà em hết rồi. Bông đó cũng chùm y gan vậy luôn đó. Rồi, nhưng như mà cái bông đó là cánh trắng vậy chứ. Cái này kiều này kiều đìa chị. Kiều này kiều vuông. Cái này cánh trắng nhẹ nhàng. Nguyên chùm vậy. Cái bông nó y gan như cái lồng đèn vậy đó. Nguyên chùm vậy nè. Cái này có 150. Nhìn nó bơm sơm quá ta. Lấy cái này bớt cho. Tại vì cái này bông nó bự mà. Bông nó bự thì cái cây nó mới hay bự. Nó chịu nổi cái bông. Đẹp. Ủa gì chỉ hết kiều nhỏ nhỏ rồi sao? Kiều là cỡ này là nhỏ nhất rồi, nhỏ nhỏ nữa. Ủa em nhớ kiều nó lùng lùng cỡ vậy hả ta? Lùng lùng là giờ nhiều khi mà là cái cây nó cái con nhỏ nữa. Cái con nhỏ là nó lùng, còn cái này là tùy theo giống cây. Cái này là kiều gì? Nè, đó cánh trắng dịu vàng vậy đó. Cái này là kiều đó ha. Kiều. Mà nó bông nó giống vậy hay gì? Cái cây này thì nó đẹp hơn. Nè, chị bớt cây này đi, em lấy cây này nữa. Một cái nụ u này á, là một chùm đó. Mà một cây biết nhiêu nụ không á. Rồi bớt đi nha. Rồi đi cộng tiền. Tính tiền vô chị bớt cho em đi. Cộng tiền đi tên cái người chị cộng tiền. Ủa cái ông này ông ra bông là sao ta? Cắn dịp á hả? Dạ cái không có lá nè. Ra bông ra, nó ra nguyên chùm dài vậy nè. Nó nhiều hoa nhỏ đó, nó ra trong cái nè. Cây đó nó có giá trị lắm luôn á. Cái này chị bán em nhiêu em lấy luôn. Tôi nhớ hồi nào. Khúc đó 250 nè. Nó hàng đó hàng độc lạ cái đó nó giống tiền cao. Chị mở bông. Hám tiền quá. Mà cái này chưa biết mặt bông màu gì. Tại vì hồi nó nở có một lần rồi em không có nhớ luôn. Nhớ hồi đó thôi chứ nó tàn rồi em quên mất tiêu màu rồi. Chú ơi. Chị nói tên gì quên nè. Căng diệp lan không lá. Căng diệp lan không lá. Đó, nó có màu nhiều đó. Nó ra đó. Yeah. Giống cái đọt nó ra thẳng xuống. Dạ. Yeah. Lùng thì mình cắt ngang trên hả? Được không? Không, chị đừng có cắt, chị cắt mấy cái này bỏ thôi. Không? Dạ. Không được cắt cái thân trên sao? Không, đừng có cắt, cắt cây bị suy vậy. Cắt cái này hả? Dạ. Không, đừng có cắt cho nó ngắn rồi. Để gì đừng cắt, cắt nó bị hư luôn á. Rồi cái này là gì chị? Quế tím. Quế tím. Hoàng lạp hả? Hỏa hoàng cam. Đâu không, cái này nè chị. Hoàng lạp. Hoàng lạp. Hoàng lạp. Em có bán miếng làm dấu luôn nè. Em mua lẻ 1.000 miếng. Chị dấu gì chị? Miếng làm dấu em có bán luôn đó. Làm dấu rồi mình treo lên, sỏi dây vô treo lên á. Cái này là để ngắn nuôi thoải mái luôn á.
Hoa hoàng cam. Hết nhiêu tiền rồi nàng? Hết nhiêu tiền rồi trời. Rồi tính tiền đi chị. Nè chị cầm xem này, 1.000 một miếng nè, 1.000 một miếng đó, chị coi nó bền lắm, để nắng mưa rồi là nó không có bị phai màu nè. Mày coi đừng làm dấu cái cây tên gì hả chị? Dạ đúng rồi, mình xỏ cái dây vô mình treo lên trong cây lan nè. Đó, để hoài luôn, không nó không có bị hư, nó không bị mục. Bền lắm, nói chung cái miếng nó bền đó, để bán 1.000 một miếng thôi. Thôi được rồi chị. Này 80, này 30. Dạ, là 101. Dạ. Này 60 nữa. Dạ. Là 170. 7 chấm 20 nè. Còn bên đây, cây bên đây. À, là 109. Bảo hỷ. 109 với cái này 80 nữa. À, 207. 207 với cái này 150 nữa. Cái bông này nó cũng giống giống cái bông này. Đúng rồi, nhưng mà cánh nó mỏng hơn. Cánh nó không có dày như cây kia. Cây giống cánh dày hơn. Chỉ không có bột lớn thôi chị. Dạ. Để em đi gói cái này lật lại cho chị. Có 2-3 bọc chồng nữa. Cái gì rồi, hoàng rồi. Cái gì đây nè, nó nè. Rồi rồi.